Hello, xin chào tất cả các chị em. Lê vừa làm việc xong và thấy mình còn thời gian rảnh nên Phương Lê muốn làm một cái clip ngắn ngắn này. Phương Lê chia sẻ với tất cả các chị em mình một cái bí quyết nho nhỏ về bí quyết dưỡng da như thế nào để có một cái làn da trắng hồng và căng mịn như thế này. Tại vì cũng rất là nhiều chị em hỏi Phương Lê rồi, thì hôm nay Phương Lê quay clip này để Phương Lê chia sẻ đến với tất cả các chị em của mình luôn. Ai có nhu cầu và muốn cái làn da của mình trắng hồng và căng mịn thì hãy nghe cái chia sẻ này của Phương Lê nhé. Điều đầu tiên là Phương Lê chia sẻ về thương hiệu này. Thương hiệu này thì nó đến từ Nhật Bản, 100% của Nhật nên mọi người yên tâm nhé. Tiếp theo đó thì những cái thành phần dưỡng chất này được được nghiên cứu và được làm từ những cái rất là tinh túy của Nhật Bản, thiên nhiên của Nhật Bản nên mọi người hãy yên tâm sử dụng về. Và cái độ an toàn của nó là tuyệt đối 100%, nó sẽ không có làm cho da các bạn bị kích ứng hay bị ứng hay là bị những cái vấn đề mà bây giờ những cái mỹ phẩm thông thường khác nó đang làm cho chị em đau đầu. Quay lại Phương Lê chia sẻ cái bộ trắng sáng này, nếu ai muốn da mình trắng sáng, Phương Lê nhắc lại một lần nữa, ai muốn da mình trắng sáng, trắng hồng, căng mịn thì hãy sử dụng cái bộ trắng sáng này. Giống như Phương Lê, da của Phương Lê sau khi sử dụng cái bộ này thì dòng trắng sáng này thì da Phương Lê đã bật tông từ 6 cho đến 8 tông da luôn. Hồi xưa da Phương Lê nám, Phương Lê đen, Phương Lê xù xì, Phương Lê sạm chứ Phương Lê không được trắng hồng như thế này đâu. Phương Lê dưỡng một cái thời gian thì bây giờ cái da Phương Lê được như thế này nên Phương Lê cực kỳ tự tin. Và từ lúc mà da dẻ mình nó sáng rồi, nó căng bóng, nó căng hồng như vậy rồi thì nó phong thủy nó rất là tốt, nó giúp cho mình cái công việc, giúp cho mình mọi thứ nó đều tươi sáng. Tại vì cái da của mình mà nó xù xì, nó đen, mặt mình lúc nào cũng u tối thì cái phong thủy nó không có tốt, nó làm cho mình cảm thấy buồn bực, rồi những nói chung là mình thiếu tự tin. Nói chung là do mình thiếu tự tin, lúc nào mình cũng không có tự tin thì cái công việc và mọi thứ của mình nó sẽ không có suôn sẻ, may mắn, mỹ mãn. Thì Phương Lê dưỡng và Phương Lê thấy là cái da của mình bây giờ nó trắng và nó trắng hồng và nó cũng hơi bị trắng nhiều quá, đúng không mọi người? Thì bây giờ là Phương Lê quyết định là Phương Lê chia sẻ với mọi mọi chị em của mình luôn, để ai thích da mình trắng hồng thì hãy sử dụng ngay cái bộ trắng này. Bộ này thì nó gồm có sữa rửa mặt làm cho da của mình sạch, và sau khi mình rửa rồi thì cái da của mình nó sáng hẳn da liền luôn mọi người. Mà cái da mình nó sạch lắm, sạch sâu bên trong, và mình gờ vào cái da là cái da mình nó mềm mại liền. Sau đó thì mình lau mặt cho khô và mình sử dụng nước thần, nước toner nè, mình bỏ vô bông tẩy trang hoặc là mình bỏ vô lòng bàn tay mình vỗ, mình vỗ vỗ thì nó cân bằng cái độ ẩm lại cho làn da của mình, nó làm cho làn da của mình cũng mềm mại và nó làm giúp cho cái da của mình sạch sâu tận bên trong, và những cái lỗ chân lông của mình là nó sẽ se khít lại, và nó được làm từ rượu sake nên nó sẽ giúp cho da của mình trắng sáng lên. Tiếp theo đó là cái tinh chất serum, nó giúp cho cái da của mình thẩm thấu sâu tận bên trong, và nó giúp cho cái da của mình căng bóng mịn trắng sáng sâu từ bên trong nha, sâu từ bên trong luôn, nên sau này các bạn có không dưỡng nữa thì da của bạn vẫn trắng sáng, chứ da các bạn không có phải là trắng ảo bên ngoài rồi sau khi các bạn không dưỡng nữa thì nó lại mờ đi và nó không còn nó lại trở về như lúc ban đầu, không phải vậy nha. Và sau các bạn không dưỡng một tuần một tháng gì thì da các bạn vẫn đẹp, vẫn trắng sáng bình thường. Đó là cái lời kiểm chứng của Phương Lê. Tiếp theo đó thì mình dưỡng serum xong thì mình phải dưỡng kem dưỡng để nó đè lên cái lớp serum, nó giữ lại cái lớp serum của mình, nó không có làm cho cái lớp serum của mình bị thoát hơi ra bay đi. Và đây là một cái bước dưỡng mà nó vô cùng quan trọng, bên ngoài nó giúp cho cái da của mình căng mướt sáng hồng bên ngoài, và làn da của mình không còn sạm, không còn xù xì nữa hết á. Rồi cái này ban còn ban đêm thì mình sẽ dưỡng những cái bước như thế này, và mình dưỡng kem ban đêm với kem ban ngày nó khác nhau. Kem ban ngày nó có chống nắng, kem ban đêm thì nó nhiều ẩm. Nói tóm lại là cái bộ dưỡng trắng sáng này là một cái bộ dưỡng cực kỳ vi diệu và tuyệt vời lắm luôn. Nó đã cứu sống được cái làn da Phương Lê, cũng như là nó giúp cho Phương Lê có được cái ngày hôm nay, là Phương Lê vô cùng biết ơn cái dòng sản phẩm này luôn. Nên hôm nay Phương Lê cố tình chia sẻ đến với tất cả các chị em, ai muốn có làn da trắng sáng, ai muốn được cái làn da mình cứu lại được cái làn da của mình thì hãy dưỡng ngay dưỡng chất của Cho Nami. Và điều đặc biệt là muốn trắng sáng thì hãy dưỡng bộ trắng sáng của Cho Nami.